Chào mừng anh chị đã đến với kênh Nhà Đầu Tư Tài Chính Tự Do. Thì đây là một kênh YouTube nhằm để hỗ trợ anh chị mình về những kiến thức đầu tư, rồi những nhận định về thị trường cũng như là về những cái mã cổ phiếu nhằm giúp anh chị mình đầu tư tốt hơn. Thì như thường lệ thì ngày hôm nay là phiên thứ ba, thì em xin đánh giá lại về thị trường cũng như là về một số những cái mã cổ phiếu nằm trong cái danh mục tuần của chúng ta, cũng như là những mã cổ phiếu mà anh chị có thể theo dõi trong phiên ngày mai cũng như là những phiên sắp tới. Thì anh chị nào xem video thì anh chị có thể bấm like video hoặc là subscribe kênh nếu anh chị chưa subscribe. Anh chị nào muốn tham gia vào cái room Zalo Nhà Đầu Tư Tài Chính Tự Do, thì đây là một cái room Zalo miễn phí nhằm để hỗ trợ anh chị mình trao đổi với nhau, chia sẻ về những cái vấn đề về thị trường cũng như là về những cái mã cổ phiếu. Thì hiện tại là có hai room, là một room gần 900 người, một room đâu đó tầm hơn 400 người. Thì mỗi room đều có những cái chia sẻ đánh giá của từ những anh chị nhà đầu tư, những kinh nghiệm để từ đó mà giúp chúng ta đầu tư tốt hơn. Còn nếu anh chị nào muốn trở thành khách hàng của em để nhận được những khuyến nghị trong room VIP, những cái khuyến nghị mua bán cũng như là nhận định về thị trường để chúng ta có thể là theo dõi sát sao hơn, thì anh chị có thể bấm vào cái đường link ở đây để điền thông tin của mình vào, hoặc là anh chị liên hệ với em qua số điện thoại là 0979705126. Thì trong thực tế thì ngày hôm nay anh chị có thể thấy được là một phiên mà thị trường đã có những cái biến động nhất định, đặc biệt là về cái vấn đề nếu chúng ta để ý là phiên tối ngày hôm qua, sau khi mà em làm cái video xong, thì lúc mà em làm video thì cái thông tin về việc mà cái vaccine dịch Covid vẫn chưa có. Lúc đó thông tin vaccine Covid vẫn chưa có, lúc đó Dow Jones em nhớ tăng nó đó tầm hơn 1% thôi. Tuy nhiên là sau khi mà em làm video xong mà em đăng á, thì bắt đầu Dow Jones có những cái mức tăng rất là mạnh, những cái mức tăng rất là mạnh. Anh chị thấy là có những thời điểm nó tăng lên tới 1.500 điểm, 1.500 điểm, chạm về những cái mốc đỉnh thời đại của nó là vùng hơn đâu đó gần 30.000 điểm. Thì có thể nói là một sự hưng phấn đến từ thị trường chứng khoán Mỹ. Khi mà có thông tin về vaccine Covid cho 90%, tức là mang hiệu quả đến 90%, thì một cái hiệu ứng như thế đã dẫn đến tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư. Và sáng nay thì VN chúng ta cũng đã mở cửa một cái gap, có một cái gap đâu đó tầm mở cửa là ở mức là 962 điểm, 962 điểm, trong khi là giá đóng cửa của ngày hôm qua là 951 điểm, 952 điểm, thì tầm 10 điểm, mở một gap 10 điểm. Thì em cũng, tức là trước khi mà thị trường mở cửa thì em cũng đã có nhấn mạnh là phiên ngày hôm nay với cái thông tin vaccine tối ngày hôm qua, thị trường chúng ta sẽ có cái sự hưng phấn. Và ở Mỹ thì cũng đã kết phiên bằng một cây nến đúc chân trên. Nếu anh chị nào theo dõi thì Mỹ cũng kết phiên bằng một cây nến đúc chân trên ở đây. Anh chị thấy đây là thị trường chứng khoán Mỹ nè, thì nó cũng kết phiên bằng một cây nến đúc chân trên kèm khối lượng rất là cao. Thì một cây nến thế này thông thường chính là một dấu hiệu của cái việc mà khả năng cao thị trường chứng khoán Mỹ phải lắp lại cái gap, lắp cái gap mà nó tạo ra cái vùng hôm trước đó do cái sự hưng phấn từ nhà đầu tư. Thì em cũng nhấn mạnh như thế, và em nói là gì, là khi nhỏ lẻ ai cũng nghĩ rằng nó tăng, thì tạo lập dễ dàng lợi dụng tâm lý này và bán cao mua thấp lại trong phiên, đặc biệt là sau 2 giờ, vì tạo lập là mua bán T0 là chính. Thì trong thực tế ngày hôm nay có thể nói là sau 2 giờ, chính xác là sau 2 giờ, thị trường đang ở mức tăng rất tốt. Thì vào cuối phiên, về dần cuối phiên, thị trường đã có những cái sự áp lực chốt lời nhất định, cũng như là một áp lực cung, và đóng cửa ở mức là 951,9 điểm, tức là lắp lại cái gap mà ngày hôm nay tạo ra. Lắp lại gap ngày hôm nay tạo ra, và cũng là một cái bước đóng cửa và nằm trong cái giới hạn của mình. Và mình nói là gì, giữ tâm lý thận trọng, vì tuần rồi mình đã giải ngân rồi, tức là trong đơn viết của em hầu như những mã cổ phiếu đều đã giải ngân từ tuần rồi, và chúng ta gì, canh chốt lời trong phiên, canh chốt lời trong phiên ở đây, và sau đó là gì, và có thể là mua lại ở đây nè, canh chốt lại trong phiên nè, nếu mở gap nè, mua mới cũng sẽ cân nhắc, bởi vì nên chờ thị trường ổn định trở lại, bởi vì nhỏ lẻ đang đang rất là hưng phấn. Thì đó cũng là những cái đánh giá của em đầu phiên và đầu phiên sáng ngày hôm nay. Thì đánh giá như vậy, ngày hôm nay thì đánh giá như thế để giúp anh chị nhà tôi chúng ta đỡ bị hưng phấn khi mà thị trường chúng ta có những cái nhịp mà tăng bất ngờ như thế. Về bản chất, cá nhân em thì đánh giá thị trường đã bước vào một xu hướng tăng bằng một cái phiên gây nến ngày hôm qua. Anh chị nào theo dõi phiên ngày hôm qua thì cũng biết phiên ngày hôm qua là một phiên bùng nổ thôi đà. Phiên ngày hôm qua theo thực tế chính là một phiên bùng nổ theo đà, với mức tăng là 1,46% và với thanh khoản là cao hơn trung bình 20 phiên, thì đạt tiêu chuẩn của một phiên bùng nổ theo đà với trước đó là 4 phiên đi ngang. Tuy nhiên, về bản chất sau phiên bùng nổ theo đà này thì thị trường có thể là bước vào một xu hướng tăng, từ đó là tầm ít nhất là 4-5 phiên tới. Nhưng cái việc mà Dow Jones tăng bất ngờ tối hôm qua đã làm cho cái suy nghĩ của em nó thay đổi một tí, tức là không phải là cái view về trung hạn của mình sai, có thể là thị trường trong trung hạn theo em thì vẫn giữ một xu hướng tăng. Tuy nhiên về bản chất cái việc mà thị trường hưng phấn ngày hôm nay lại làm cho thị trường nó sẽ khó đi lên hơn, khó đi lên hơn trong ngắn hạn. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường khi mà nhà đầu tư nhỏ lẻ hưng phấn, khi mà ai cũng muốn mua, ai cũng nghĩ là thị trường tăng, thì như cái em thường nói một câu là gì, là thị trường này không dành cho số đông, và nếu ai cũng muốn mua thì ai sẽ là người bán, và bản chất tạo lập chính là những người đó. Tạo lập họ mua bán trong phiên anh chị ha, tạo lập họ không mua bán T3 chúng ta mà họ mua bán trong phiên, bởi vì họ nắm một cái lượng vô cùng ở cơ sở. Thì như vậy khi tạo lập họ mua bán trong phiên như thế thì họ có quyền chốt trong phiên và có thể mua lại với giá thấp hơn ở những phiên sau đó cũng được.
Và bản chất là như thế, nên chị thấy là hầu như cái nhịp này là cái một cái phiên ngày hôm nay là một phiên mà em chủ yếu canh chốt, và hầu như hôm nay em không có khuyến nghị mới, không có khuyến nghị mua. Em cũng nói là gì, các cổ phiếu mở mua thích hợp thì em sẽ thông tin sau, khi mà thị trường nó ổn định trở lại, theo tình hình của thị trường. Đó. Thì cái chủ trương ngày hôm nay là mình như thế, thì trong thực tế là phiên ngày hôm nay thị trường đã cũng đã có những cái biến động nó phản ánh được cái vấn đề đó. Nếu với cây nến ngày hôm nay thì có thể xem là một cây nến, nhìn chung thì nó sẽ không đúng theo quy tắc của phân phối, nhưng mà nó cũng là một cây nến giảm khá xấu. Bởi vì sao? Bởi vì hình thành một cây nến giảm rất là dài. Rất là dài, có thể là phủ nhận lại cái áp lực tăng giá ngày hôm qua, tức là không xác nhận được cái phiên bùng nổ thời đại ngày hôm qua, và có thể nó phải quay về cái vùng dưới này, quay về cái vùng tích lũy dưới này tầm 935, 945 trở lại thì nó mới ổn định, thì nó mới ổn định. Đó là về thị trường. Nhìn chung là thị trường vẫn đang trong một xu hướng, nếu mà xét về cái nến ngày hôm qua thì vẫn là xu hướng tăng, dòng tiền vẫn tham gia mạnh mẽ ở các nhóm ngành. Chúng ta nhìn về ngày hôm nay thì chủ yếu là một số cổ phiếu hàng không nó tăng tốt thôi, như Vietjet nè, HVN, ANACV, AST đa phần, nhưng mà cổ phiếu hàng không đều tăng tốt. Bởi vì sao? Bởi vì cái vấn đề của hàng không nó xuất phát từ dịch Covid. Cái vấn đề hàng không xuất phát từ dịch Covid, và những cái doanh nghiệp hàng không thì như ngày hôm qua mình phân tích, lúc em phân tích những cái cổ phiếu trong ngành hàng không và em nói là dòng tiền có tham gia, thì lúc đó là rõ ràng thông tin vaccine vẫn chưa ra, và mình vẫn nhìn thấy được rõ ràng những cái cổ phiếu này nó đã đi tới những hầu như là những cái thông tin xấu nhất đã ra rồi. Mà khi những thông tin xấu nhất ra thì thị trường chứng khoán là thị trường có sự kỳ vọng, thì nhà đầu tư người ta kỳ vọng vào những cái sự phục hồi của nó trong tương lai. Đó là lý do vì sao mà ngành hàng không nó phục hồi tốt ngày hôm nay, là bản chất là nó giải quyết được cái vấn đề mà nó nan giải. Khi mà cái vaccine được ra thì nó cũng sẽ tác động tích cực tới những cái nhóm ngành như là du lịch nè, khách sạn nè, hàng không, chắc chắn là như thế rồi. Một số những cổ phiếu khác như cái bán lẻ cũng có thể tăng, như là VRE, MWG ngày hôm nay cũng tăng khá là tốt. Dầu khí thì như có gas ngày hôm nay tăng, do ngày hôm qua giá dầu cũng tăng khá là mạnh, tăng ở đó tầm 7-8%. BLX cũng vậy. Vì đa phần một số những cổ phiếu khác bị chốt lời sau một cái nhịp tăng vừa rồi, như là KDH này, BNJ, Vinamilk, CTG. Và ngày hôm nay thị trường giảm điểm chủ yếu là đến từ cái việc mà những cổ phiếu mà trụ đều bị đè, như là có Vinamilk này, hay là có Sabeco này, hay là có VIT nè, những cổ phiếu cũ như là Vinhome nè, những cổ phiếu đó chính là những cổ phiếu mà góp phần giảm điểm với thị trường, đè xuống, và với thanh khoản cũng khá là cao, thì mình cũng nên lưu ý ở những nhịp phía sau này, bởi vì bản chất là thị trường có thể phải quay lại cái nền tích lũy trước đó là quanh vùng giá 935, 945. Đó là về thị trường. Nhìn chung là chúng ta nhìn nè, nếu mà đóng góp vào cái mức tăng thị trường ngày hôm nay thì chỉ có Vietjet là đa phần là hàng không thôi, Vietjet, HVN, bán lẻ có gas, VRE, còn đóng góp vào cái sự giảm điểm thị trường thì chắc chắn là những cái mã cổ phiếu trụ rồi. Vinamilk đóng góp nhiều nhất nè, Vinhome, Viet, Vietcombank, CTG. CTG ngày hôm nay cũng bị chốt rất là mạnh với thanh khoản cao, thì khả năng cao CTG nó cần phải có một cái nhịp điều chỉnh về là những vùng phía dưới này, quanh vùng 30, 30.2 thì nó mới ổn định dần. Thì với những cái lực chốt như thế thì là làm cho thị trường đóng cửa ở mức là đỏ, tức là quanh tham chiếu thôi. Và khối ngoại ngày hôm nay lại tiếp tục bán ròng, và HBG là một cổ phiếu bị bán ròng rất nhiều ở trong phiên ngày hôm nay. Và bán ròng lên tới 186 tỷ, gần 200 tỷ đồng. Khối ngoại ngày hôm nay tiếp tục bán ròng hơn 700 tỷ, hơn 700 tỷ. Ở trong đó chỉ có mua ròng VRE thôi, còn lại HBG, Vinamilk, CTG, MB Bank hay là Masan đều bán ròng rất nhiều, rất nhiều. BVH cũng được mua ròng. Tự Doanh thì ngày hôm nay cũng bán ròng nhẹ, bán ròng nhẹ chủ yếu là bán ròng VRE, mua ròng lại Vinamilk, Vietjet, một số những cổ phiếu mà họ đánh giá tốt trong cái dịp tới, về bán lẻ nè, bán lẻ chắc chắn cũng sẽ được cải thiện khi mà có vaccine. Tuy nhiên chị phải hình dung cho em một cái vấn đề là vaccine, anh chị phải hiểu được bản chất là cái việc mà có vaccine, nó cũng chưa chắc sẽ tác động ngay lên thị trường được, mà chủ yếu là ở đây là sự kỳ vọng, sự kỳ vọng. Thị trường chứng khoán ở đây là thể hiện cho sự kỳ vọng trong tương lai, chứ không kỳ vọng cho những gì đã xảy ra, bởi vì nó đã bản chất là nó đã đi ra rồi, đi qua rồi, anh chị ha. Và đóng góp về mức tăng giảm điểm thì ngày hôm nay có bất động sản, ngân hàng và sản xuất thực phẩm là ba cái nhóm ngành mà làm thị trường giảm điểm mạnh nhất, bia và đồ uống thì có Sabeco đã góp phần rồi. Sabeco vốn hóa khá là lớn thì cũng ảnh hưởng rất nhiều tới thị trường, rất là nhiều. Đó là về cái dòng tiền chung của khối ngoại cũng như tự doanh ngày hôm nay. Mình nhìn qua như thế thì mình biết được là ngày hôm qua khối ngoại vẫn tiếp tục duy trì cái chỗ bán ròng của mình. Đó cũng là một trong những cái mà chúng ta phải nên cân nhắc và theo dõi ở những gì phía sau này, khi mà thị trường về làm nên. Cái việc mà thị trường tạo một cái nến với khối lượng cao như thế này mà giảm điểm nữa thì cũng cho thấy là ở phía trên đó một cái áp lực cung cũng rất mạnh, đặc biệt là đến từ nhà đầu tư cũng như đến từ tạo lập đội lái. Một cái áp lực cung rất là mạnh ở phía trên này thì thị trường có thể là sẽ không đi lên ngay được, mà nó cần một thời gian nữa, để kiểm tra lại cái lực cung ở phía trên này. Ngày hôm nay cũng một số lượng lớn anh chị mình chốt ra thì đó cũng là một cái tín hiệu tốt. Tuy nhiên về bản chất thì nó cần phải có một cái giai đoạn kiểm tra lại cái lực cung bằng một cái nền giá phía sau này nữa thì nó mới ổn dần, thì nó mới ổn định. Đó là về dòng tiền chung. Nhìn chung là ngày hôm nay
Hiện tại thì Dow Jones Future vẫn đang tăng, đang tăng ở mức là 0,5 0,5%, tức là sáng giờ đỏ thì hiện tại đang tăng. Nhưng mà ngày hôm qua thì ở Mỹ cũng có sự phân kỳ, tức là Dow Jones thì nó vẫn tăng hơn 2%, gần 3%, tăng hơn 800 điểm. Tuy nhiên là Nasdaq có một mức giảm là đâu đó là 1,5%, giảm gần 200 điểm. Thì đó cũng là một trong những cái yếu tố mà chúng ta cũng nên cân nhắc, tức là hiện tại ở Mỹ cũng đang có sự phân hóa. Đang có sự phân hóa và người ta kỳ vọng vào những cái nhóm ngành mà nó được hưởng lợi nhiều hơn từ dịch Covid nè. Và rõ ràng hàng không hôm qua chắc chắn sẽ được hưởng lợi rất nhiều, hàng không, du lịch, dịch vụ chắc chắn rồi. Đó là những cái vấn đề sẽ được cải thiện, hay là những cái một số những công ty về công nghệ thì bắt đầu bị điều chỉnh, bị điều chỉnh giảm khá là mạnh bởi những cái tác động, có thể là về thuế của ông Joe Biden. Đó là cái kỳ vọng trong tương lai thôi, kỳ vọng trong tương lai của những cổ phiếu này thôi ha. Ở châu Âu thì hiện tại đang tăng khá là tốt. Ở châu Âu thì hiện tại chứng khoán châu Âu đang tăng khá là tốt. Ngày hôm qua thì chứng khoán châu Âu đã có sự phục hồi rất mạnh, bởi vì trong cái dịp vừa rồi thì sau khi cái việc mà tái tái phong tỏa lại cái nền kinh tế, tức là nó không như lần đầu, tức là vẫn mở nền kinh tế, tuy nhiên là khi mà nó phong tỏa lại, khi mà nó kiểm soát trở lại, thì cái việc mà có vaccine cũng là một trong những cái thông tin rất tích cực, rất tích cực đến cái châu Âu, bởi vì hiện tại là nó cũng đang chịu một cái ảnh hưởng rất nặng nề đến từ dịch Covid. Hầu như là cái ca nhiễm vẫn tăng đều hàng ngày và tăng rất là mạnh. Nhật Bản, ở đây Hàn Quốc, Nhật Bản thì ngày hôm nay Nhật Bản cũng tăng khá tốt, tăng hơn một phần trăm. Ở Trung Quốc thì ngày hôm nay cũng có những tăng, như là ở Hang Seng cũng tăng là hơn 1%, hay là ở Singapore ngày hôm nay cũng tăng hơn 3%. Rất là nhiều những cái cổ phiếu ở châu Á, chứng khoán châu Á, châu Âu đều tăng tốt. Tuy nhiên ngày hôm nay VN chúng ta cũng không thể duy trì được cái mức tăng của mình, đó là một trong những yếu tố mà chúng ta cũng phải theo dõi. Bởi vì sao? Bởi vì quá nhiều những cái yếu tố tác động tích cực đó, và khi như thế thì buộc phải có những nhịp điều chỉnh để giảm bớt cái đà hưng phấn chúng ta. Bởi vì bản chất là như thế. Ngày hôm qua thì trước khi có những thông tin đó thì tất cả những công ty chứng khoán đều đánh giá tích cực về thị trường, khi mà họ thấy được những cái vấn đề xoay quanh vaccine hay là xoay quanh kỹ thuật, những cái phiên bùng nổ tối đa. Thì khi mà như thế, khi mà tất cả được tích cực như thế, thì đây là một cái chỉ báo khá là an toàn cũng như là khá là chính xác trong nhiều ngày vừa qua, và cái kinh nghiệm của em nhiều năm vừa qua luôn. Thì khi mà hầu như đều đánh giá tích cực thì thị trường ngày hôm đó thì hầu như là nó cần phải có một cái giai đoạn chỉnh giá lại hoặc là điều chỉnh thì nó mới đi lên được. Bởi vì bản chất là người ta hầu như là đây là những cái mà ai cũng thấy được, nhà tôi nhỏ lại ai cũng thấy được. Cái gì mà ai cũng thấy được thì anh chị phải hình dung cho em là nó sẽ hơi khó để có thể đi lên. Giống như một cái thông tin mà nó ra rồi, một cái doanh nghiệp mà thông tin nó ra rồi thì thông thường là ai cũng biết được. Thì cái kỳ vọng đó hầu như là ai cũng đã kỳ vọng rồi, nhưng mà khi nó ra thông tin thì hầu như là để chốt thôi. Thông thường là một số doanh nghiệp cũng tùy thông tin, có những thông tin có thể là kéo dài, mang lại một cái lợi dài, như là EVFTA này, hay là những hiệp định TPP này, cái đó mình không nói tới ha. Thì đó là về những cái thông tin xung quanh, hay là những cái điều mà anh chị cần biết về vaccine COVID-19 này. Thì mình có thể nói là vaccine thì mình biết là như thế, mình biết là đã có những cái quá trình thử nghiệm và tức là lên tới 90% là hiệu quả. Tuy nhiên hiện tại là nó vẫn đang chờ được FDA cấp phép, đang chờ được FDA cấp phép, và nó cần một cái thời gian, và ít nhất là có phải là phải cuối tháng này. Ít nhất là vào cuối tháng này thì mới có được thông qua. Và có thể nói là trong năm 2020 thì nó chỉ sản xuất khoảng 50 triệu liều thôi trên toàn cầu, và mỗi người cần tiêm 2 liều đủ cho 25 triệu người. Và năm 2021 thì sẽ là 1,3 tỷ liều. Và để cái vaccine này tới được Việt Nam thì nó cũng cần một thời gian rất là dài, chứ cũng không thể nào mà đến sớm được. Chỉ phải hình dung như thế. Đó lý do vì sao mà cái giai đoạn đầu khả năng cao chỉ là một số những cái nhân viên y tế hay là những cái nhân viên mà tiếp cận từ trên xuống thì mới có vaccine thôi, còn người dân thì sẽ tùy, tức là những cái nhân viên y tế tuyến đầu thì mới có tiệm cận được vaccine trong năm nay, ngay trong năm nay. Còn để mà vaccine lan tỏa nhiều hơn và nó phổ biến rộng rãi hơn ở các quốc gia trên thế giới thì nó phải mất ít nhất là năm 2021, ít nhất là phải qua năm 2021 anh chị ha. Và đó là một cái mà chúng ta cũng nên đánh giá lại, tức là ngày hôm nay cái sự hưng phấn đó là đến từ cái vấn đề là có vaccine, thông tin này. Tuy nhiên là cái vaccine đó nhìn chung là nó cũng phải chưa thứ nhất là nó còn chưa thông qua được những kiểm định từ FDA về cái độ an toàn, và cái thứ hai nữa là nó cũng phải cần một cái thời gian để đến được Việt Nam, thì chúng ta cũng phải nên cân nhắc cái vấn đề đó. Thì đó là những cái thông tin mà em muốn thông tin tới anh chị, chủ yếu là một số những thông tin về dịch Covid nè, một số những thông tin về vaccine, cũng như là về bầu cử thì mình đã nói khá là nhiều lần rồi. Hiện tại thì ông Donald Trump vẫn chưa chấp nhận mình thua, một số những cái nhà cái họ vẫn chưa chung tiền cho việc mà người ta bầu chọn cho ông Joe Biden, bởi vì theo quy tắc thì người ta cần cái việc mà người cái người thua cuộc người ta phải chấp nhận thua. Hiện tại ông Donald Trump vẫn
chưa thua và Đảng Cộng Hòa vẫn đang có những cái vấn đề về pháp lý để có thể là kiểm tra lại số phiếu bầu ở một số cái bang mà ông cho rằng là có gian lận. Thì hiện tại là nó vẫn chưa phải là kết quả chính thức mà chỉ là đến từ những cái kênh truyền thông lớn thôi, ở Mỹ như là CNN, một số những kênh truyền thông mà cũng ủng hộ về Đảng Dân Chủ nữa, nên chúng ta cũng phải nên theo dõi tiếp tục, nên theo dõi tiếp tục. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần, bởi vì cái việc mà dùng pháp lý để cải thiện lại kết quả thì hầu như là trong lịch sử thì chưa, chưa. Nên chúng ta cũng phải xem lại cái vùng này, xem là ông Donald Trump cái khả năng đắc cử không, nó khá là ít, nên khả năng cao là ông Joe Biden sẽ đắc cử rồi. Nhưng mà chúng ta cũng theo dõi, chúng ta cũng không biết trước được, không biết trước được là xem là ông Donald Trump có thể lật kèo được hay không ở những cái giai đoạn cuối này, bởi vì kết quả chính thức chỉ đến vào ngày 20 tháng 1 thôi, tức là phải qua năm tới thì mới có thể là biết được là nếu mà ông Joe Biden nhậm chức tổng thống ở Mỹ thì chính thức là ông Donald Trump sẽ không còn là tổng thống nữa, và khi đó thì những cái chính sách, những cái hiệu lực của ông Donald Trump nhiều khi là sẽ bị ông Joe Biden bác bỏ nhiều lắm. Bởi vì ông Joe Biden hầu như là có một cái góc nhìn hoàn toàn khác. Ông đã có 8 năm làm phó tổng thống dưới thời ông Barack Obama. Và ông cũng có những cái chính sách, những cái ngoại giao rất khác, đặc biệt là với Trung Quốc là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cũng hết sức là quan tâm. Và khả năng cao thì ông vẫn phải duy trì những cái chính sách cứng rắn của Trung Quốc, tuy nhiên là cũng phải có mềm dẻo lại. Mềm dẻo lại. Bởi vì cái việc mà đánh thuế lên các doanh nghiệp ở Trung Quốc thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái công ty đa quốc gia của Mỹ. Công nghệ, đặc biệt là công nghệ có trụ sở tại Trung Quốc cũng ảnh hưởng rất là nhiều, và người ta cũng kỳ vọng là ông Joe Biden khi mà lên thì cũng sẽ có tác động tích cực đến một số những cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên ông cũng gây tranh cãi về những cái vấn đề đánh thuế doanh nghiệp tăng từ 21% đến 28%, hay đánh thuế những cá nhân có thu nhập cao. Thì nhìn chung là mỗi người đều có một cái cách khác nhau. Ông Trump thì ông thiên về việc mà thu hẹp cái cán cân thương mại nhiều hơn, còn ông Joe Biden thì ông lại thiên về cái xu hướng là thu hẹp cái gọi là cái ngân sách nhà nước nhiều hơn, sự thâm hụt ngân sách nhiều hơn. Đó là về thị trường cũng như là về những thông tin thế giới. Mình nhìn qua một tí để có thể là cho anh chị mình có được một góc nhìn, có được một góc nhìn tổng quan. Và ngày hôm nay thì một số những cổ phiếu nó vẫn đang duy trì, tức là như chúng ta xét về các cổ phiếu trong VN30 thì rất là nhiều cổ phiếu ngày hôm nay giảm điểm, tuy nhiên là cái thanh khoản không phải là quá cao. Thanh khoản không phải là quá cao, mà thanh khoản cao ngày hôm nay chủ yếu đến từ những cổ phiếu trụ thôi, như cái Vinamilk nè. Vinamilk ngày hôm nay giảm điểm với khối lượng khá là cao, hay là có ngày hôm nay có Masan cũng giảm với khối lượng cao mà tạo một đường nến phía trên nè. CTG, công thương ngày hôm nay cũng giảm với khối lượng cao. Nhiều cổ phiếu ngày hôm nay giảm với khối lượng cao hơn những phiên trước đó. Đây cũng là một tín hiệu khá là xấu, nó buộc những cổ phiếu này phải có những cái nhịp chỉnh trở lại, hoặc là nó có thể là nó cần một cái thời gian để nó giữ giá đi ngang, để hấp thụ là cái lực cung đó, chứ khó thể đi lên được ngay. Thị trường hiện tại thì khó đi lên được ngay, bởi vì nó cần một cái xu hướng để nó xác định lại. Về trend thì hiện tại vẫn là đang trend vàng mà, thị trường vẫn là trend vàng thôi, đây là xu hướng vàng mà chưa chuyển sang màu xanh được, bởi vì nó vẫn đang trong một cái xu hướng trung tính, tức là thị trường vẫn đang giữa ranh giới trong trend tăng và trend giảm. Phiên ngày hôm qua là một phiên xác nhận, tuy nhiên về bản chất là khi mà có những thông tin về Covid đã làm cho cái phiên ngày hôm nay trở nên xấu hơn rất là nhiều. Thì mình nhìn qua một tí về một số những cổ phiếu mà chúng ta chỉ quan tâm về dòng tiền thôi ha, thì bản chất là rất là nhiều cổ phiếu ngày hôm nay giảm điểm. Tuy nhiên nếu mà xét về dòng tiền thì cũng nhiều cổ phiếu là ngày hôm nay là với cái phiên điều chỉnh, tuy nhiên với thanh khoản rất là thấp, thì cũng cho thấy cái kỳ vọng người ta vẫn còn duy trì với các cổ phiếu này. Ví dụ như là CTR, ngày hôm nay CTR vẫn là một phiên tăng điểm, mặc dù thị trường có những cái nhịp điều chỉnh nhất định. Một số cổ phiếu midcap blue cũng bị chỉnh rất là mạnh, tuy nhiên CTR sau một phiên bứt phá ngày hôm qua thì ngày hôm nay vẫn giữ giá khá là tốt ở vùng nền phía trên này. Thì CTR anh chị kỳ vọng cho em là cái vùng nền ở trên quanh vùng giá tầm 51 tới 51.5. Nếu vẫn giữ giá ở phía trên này thì khả năng CTR sẽ còn những nhịp chạy phía sau, nữa. Bởi vì phiên 9 tháng 11 là một phiên có sự tham gia tốt của dòng tiền. Và bản chất thì CTR vẫn là một mã cổ phiếu mạnh hơn so với thị trường. Chị lưu ý cho em á, cái đường màu xanh vẫn nằm trên cái đường màu đỏ này thì cũng chứng minh cho thấy là CTR khá là mạnh so với thị trường ở giai đoạn này. SJC cũng vậy thôi. SJC thì ngày hôm nay cũng là một phiên tăng điểm. Ngày hôm qua mình cũng nói về cái vấn đề là triển vọng của các khu bất động sản, khu công nghiệp. Nếu mà xét suy cho cùng thì chắc chắn những cái doanh nghiệp như là Apple hay là Samsung vẫn sẽ chuyển giao khu công nghiệp sang Trung Quốc, sang Ấn Độ hay là Việt Nam, bởi vì họ không muốn bị phụ thuộc vào cái nền kinh tế ở đây, không muốn bị phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều nữa, công sự của thế giới này nữa. Bởi vì họ biết được là với những cái bất ổn chính trị tương tự như cái cuộc chiến tranh thương mại 2 năm trước đi, 2018 đi, thì sẽ gây thiệt hại rất nhiều đến cái quá trình sản xuất cũng như là cái doanh thu của họ. Nên họ buộc phải có cái sự đa dạng hóa, Mặc dù khi mà ông Joe Biden lên thì ông cũng sẽ hạn chế cái vấn đề này, tức là ông cũng sẽ không cấm tuyệt cái trụ sở những cái xí nghiệp ở Trung Quốc nó hoạt động, tức là Mỹ ở Trung Quốc. Tuy nhiên về bản chất là những công ty này trong dài hạn họ buộc phải có những chính sách
di dời như là đa dạng hóa đi, để có thể là tránh bị phụ thuộc quá nhiều vào những cái tình hình chính trị. Thì đó là lý do vì sao mà có cái bài báo người ta phỏng vấn một một chuyên viên ở Apple, thì ông cũng nói là cái việc mà chuyển dịch sang chuyển dịch cái những cái nhà máy sang Việt Nam hay là Ấn Độ là cái điều tất yếu trong tương lai. Về bản chất là những cái khu này cũng là một trong những cái khu mà nó có được cái lao động chất lượng cao, cũng như là cái chi phí thấp, và cái nguồn đất, cái quỹ đất của nó cũng là đáp ứng được những cái nhu cầu. Thì đó là lý do vì sao mà hai cái nơi này, cái dân số của nó cũng như là những cái yếu tố xung quanh về môi trường nó phù hợp cho những chính sách phát triển của những cái doanh nghiệp. Đó là lý do vì sao mà họ lựa chọn Việt Nam cũng như Ấn Độ là một trong những cái quốc gia ở châu Á để điểm đến tiếp theo ngoài Trung Quốc. Thì khi mà như thế, khi mà Việt Nam được lựa chọn là một trong những cái quốc gia mà có thể nói là được lựa về bất động sản khu công nghiệp nhiều hơn, sẽ được hưởng lợi khi mà dòng vốn FDI từ khu công nghiệp chuyển vào, thì những doanh nghiệp như là SSC hay là BHR, những doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp chắc chắn sẽ được hưởng lợi trong tương lai. Về bản chất là như thế, và những doanh nghiệp nào quỹ đất càng lớn thì lại có càng có lợi thế, như là GVR này hay là SSC đều là những cái doanh nghiệp mà có những quỹ đất rất là lớn, và đó là cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư trong tương lai với những cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp này. Hay là ngày hôm nay cũng có triển vọng về cái ngành chứng khoán, như là một số cổ phiếu chứng khoán cũng tăng rất là tốt, như là VCI nè hay là VND nè, rất là nhiều cổ phiếu VND ngày hôm nay tăng trần. Thì có thể nói là người ta vẫn kỳ vọng một cái nhóm ngành này. Như em đã nói rồi, cái dòng tiền hiện tại đang đi đâu, khi mà dòng tiền đang ở một, tức là khi mà thị trường đang ở một giai đoạn trung tính, là một cái giai đoạn mà lưỡng lự giữa nhà đầu tư cũng như là giữa các cái tổ chức với nhau, thì cái việc mà dòng tiền nó sẽ tìm đến những cái cổ phiếu mà có sự kỳ vọng, tức là có sự kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là một số những cổ phiếu nhóm ngành như là chứng khoán chắc chắn rồi. Cái việc mà giao dịch ở đây thì chúng ta thấy được là rõ ràng, nhà đầu tư thì mở mới liên tục, và dòng tiền margin thì cũng ở mức rất là cao, và dòng tiền thì thanh khoản thị trường cũng tăng, cũng đang cải thiện dần. Thì đó là một trong những cái nguồn thu rất lớn từ công ty chứng khoán, nên các công ty chứng khoán hầu như đều có được những cái kết quả kinh doanh tốt trong các quý trong năm nay, và quý 4 chắc chắn là một cái quý mà được kỳ vọng rất nhiều rồi. Nên rõ ràng là dòng tiền tới thì là điều bình thường thôi. Dòng tiền tìm đến những cái đây, những cái kênh này thì chủ yếu là cho thấy được những cái vấn đề đó, bởi vì họ biết được là gì, khi mà chúng ta không biết đầu tư nhưng mà cổ phiếu nào thì những cổ phiếu được kỳ vọng tốt trong tương lai là những cổ phiếu trú ẩn an toàn nhất, và VND ngày hôm nay là cho một phiên tăng rất là tốt ở đây, phiên tăng rất là tốt. Tiếp theo là GVR. GVR thì ngày hôm qua chúng ta cũng phân tích rồi về cái vấn đề GVR làm nền phía trên và có thể cân nhắc mua thăm dò. Thì trong thực tế là phiên ngày hôm nay GVR đã có những cái nhịp chạy về cuối phiên, và đặc biệt là có những thời điểm GVR chạm về vùng giá tầm 16.2, 16.1, tuy nhiên cũng bị chốt lời nhất định và đóng cửa mức là 15.8, tăng được hơn 2%, thì cũng là cái mức tăng khá là tốt. Tuy nhiên GVR có thể là nó sẽ chưa lên ngay được đâu, bởi vì phiên ngày hôm nay cái mức thanh khoản nó vẫn chưa đạt được cái yêu cầu về một phiên break cao, cũng như là nó cần một thời gian nữa để làm nền ở phía trên thì nó mới ổn định dần với cổ phiếu này. Nhưng mà nhìn chung cổ phiếu này vẫn là cổ phiếu đánh giá khá là cao, và kỳ vọng của em trước mắt có thể là vùng đỉnh cũ của nó quanh vùng giá tầm 16.4, 16.5 ở đây. Test lại vùng đỉnh cũ này thì khả năng cao nếu bước được, kỳ vọng bước được thì có thể là tiến về những cái vùng đỉnh thời đại của nó, thì khi đó nó sẽ ổn định dần, với cổ phiếu này. Và cá nhân em đánh giá GVR vẫn là một trong những cổ phiếu mà nó được kỳ vọng và tiềm năng trong quý 4 sắp tới. TCM, TCM thì ngày hôm nay là một phiên mà bị chốt lời, bị điều chỉnh trở lại. Tuy nhiên nếu mà xét về cái khối lượng thì rõ ràng phiên ngày hôm nay khối lượng rất là thấp. Khối lượng chỉ ở mức là khoảng 400.000 cổ phiếu thôi, trong khi trung bình 20 phiên đến 800.000. Thì có thể thấy là dù hai phiên trước đó tăng rất là mạnh kèm thanh khoản cao, thì phiên ngày hôm nay chỉ là một phiên điều chỉnh nhẹ thôi. Đối với TCM hay đối với ANV là những cổ phiếu mà thủy hải sản mà được rồi tăng mạnh rồi đấy, thì em cũng nhấn mạnh với anh chị về cái vấn đề là chúng ta nên chờ nó cân bằng trở lại để mình tham gia, thì sẽ an toàn hơn với cái việc mà chúng ta đu vào những cái vùng này, cái rủi ro rất là cao, rất là cao ha. Thì TCM cũng vậy thôi. TCM thì dòng tiền vẫn đang duy trì rất là tốt. Anh chị thấy là phiên ngày hôm 19 tháng 21 nè, hay nó có những cái phiên mà dòng tiền tham gia rất là tốt. Đây nè. Bản chất thì những cái phiên này chính là những cái phiên mà chúng ta có thể xem, cân nhắc và mua ở những nhịp phía sau này. Khi mà dòng tiền tham gia tốt thế này mà bắt đầu có một cái nền giá phía trên, được cái đường 20, thì sau đó là TCM bước đi lên. Thì cái việc TCM bước lên nó chịu một áp lực điều chỉnh thị trường thì nó rơi, rơi test lại, nhưng mà với khối lượng rất là thấp thì những cái phiên bứt phá phía sau này chính là cái điểm mua chúng ta, chính là cái điểm mua khi mà nó bước khỏi cái vùng kháng cự quanh vùng giá tầm 25.6, 25.7 đó. Và đoạn này thì TCM đang chờ làm nền lại thôi, đang chờ làm nền lại phía trên để kiểm tra lại cái lực cung cũng như là rũ bỏ cái lượng lớn nhà đầu tư T cộng về bán, nhà đầu tư lướt sóng, nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra. ACV cũng là cổ phiếu mà em đề cập rất là nhiều, và ACV vẫn là một cổ phiếu mà nó nằm trong cái danh mục của mình khi mà xác nhận cái mô hình hai đáy. Trong cái video em đã phân tích rất là nhiều những video trước đó, có thể là tuần rồi, thì ACV cũng đã được mình đưa lên phân tích rồi. Thì bản chất ngày hôm nay ACV tăng thì như em đã nói rồi, hàng không tăng thì theo kỳ vọng thôi, hàng không tăng theo kỳ vọng về cái việc vaccine,
nó có hiệu quả và nó có thể được công bố rộng rãi. Thì khi mà nó được tiêm một cách rộng rãi như thế thì chắc chắn sẽ được tác động trực tiếp tích cực tới cổ phiếu những ngành hàng không rồi. Thì cũng không có gì để nói ở cái vấn đề này. ACB lần này thì anh chị nên chờ thêm cho em, vì cái sự hưng phấn ngày hôm nay thì em cũng kỳ vọng là nó nên có một cái nhịp chững giá lại và có thể là chờ vượt 67.4 mà tham gia nó mới ổn dần, nó mới ổn định ha. BMI Bảo Minh hiện tại thì cũng đang trong cái quá trình hình thành cái mô hình hai đáy của mình, tức là cái điểm mua của nó thì nó cần vượt hẳn lên trên cái vùng đường cổ ở đây là quanh vùng giá tầm 28.5, 28.5 về bản chất thì hiện tại đang trong cái quá trình vượt lên thôi. Tuy nhiên ngày hôm nay cũng bị một áp lực chút lời nhất định khi mà chạm về những cái đường MA 20 ở đây, thì mình chờ thêm ở những nhịp phía sau này. Như anh chị thấy họ đang trong một cái quá trình hình thành một cái một xu hướng lên. Tuy nhiên về bản chất thì phiên ngày hôm nay là một phiên giảm điểm cũng với khối lượng khá là cao, thì có thể là bọn mình nó cần một cái giai đoạn phía sau mới có thể đi lên được, vẫn chưa lên lên ngay được đâu. Bởi vì một cái đuôi nến, một cái cây nến dài thế này, một cái nến đỏ dài, dù nó bước lên trên trong phiên có như thế này bước lên trên được M20, tuy nhiên về cuối phiên cũng bị chốt ngược lại với thanh khoản khá là cao, cao hơn gấp đôi trung bình những phiên trước đó, thì bọn mình đầu này vẫn chưa chưa vội tham gia được ở vùng này và vẫn nên chờ sự xác nhận khi mà nó bứt phá khỏi vùng kháng cự quanh 28.5 với cổ phiếu này thì sẽ ổn hơn. Lý do vì sao mà em lại nói anh chị là chúng ta phải nên chờ nó bứt phá khỏi những cái vùng kháng cự, bởi vì bản chất những cái mô hình thì nó chính là tập hợp những cái hành động của nhà đầu tư, tập hợp hành động giá của nhà đầu tư và thao lập. Thì khi mà chúng ta nó xác nhận những cái mô hình, khi mà nó hình thành những cái mô hình thì đó chính là những cái lúc mà chúng ta xem xét xem là ở vùng này tạo lập đang có ý đồ gì, nhà đầu tư nhỏ lẻ đang làm gì và cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ đu bám có nhiều hay không, và đó chính là vô tình những cái quá trình đó, những cái quá trình mà tạo lập họ rủ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ tạo lập, nhà đầu tư nhỏ lẻ đu bám những cái quá trình mua bán thì nó hình thành những cái mô hình như là mô hình hai đáy, ba đáy, cốc tay cầm, tất cả mô hình đều có những lý do của nó và đều có những câu chuyện phía sau. Nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta có thể đầu tư tốt hơn rất là nhiều, và chúng ta có thể hiểu được bản chất của nó. HSG thì ngày hôm nay cũng điều chỉnh khá là mạnh. HSG thì ngày hôm qua cũng nói về cái vấn đề là nó cần một cái nền giá tích lũy trở lại sau một cái nhịp tăng nóng, nó tương tự con ANV hay là con VHC dạng như thế. Con TCM, tức là nó cần một cái nhịp tích lũy trở lại thì nó mới ổn dần, và ở đây là một cái lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ chốt lời thôi. Cá nhân đánh giá là một lượng chốt lời từ phía nhà đầu tư nhỏ lẻ mua từ những phiên dưới này, thì mình cũng cần cân bằng trở lại thì mình mới cân nhắc tham gia với cổ phiếu này. Nhìn chung dòng tiền cũng vẫn đang giữ khá là tốt khi mà những cái phiên phía sau này thì cho thấy là thanh khoản cũng được cải thiện, nhưng mà chúng ta cũng nên theo dõi thêm chứ đừng vội tham gia lúc này. Còn nếu đối với anh chị có hàng thì có thể cân nhắc cho em là nâng stop loss lên, chứ là chúng ta nâng cái điểm bán lên là vùng giá đâu qua tầm 17, nếu mà thủng 17 chúng ta có thể cân nhắc bán ra trước và mình chờ mua lại sao ở những nhịp phía sau, chưa vội. Bởi vì một cái nến đóng thế này là một cái nến khá là xấu, chứ không phải là nến đẹp. Bản chất là một cái nến đóng mà có một đường nến phía trên kèm khối lượng cao thì cũng cho thấy là một cái nến xấu, cho thấy ở phía trên có một cái áp lực cung, có một cái áp lực cung rất là mạnh. DGC thì cũng đang giữ giá tốt, thì nhìn chung anh chị lưu ý cho em là chúng ta chờ thêm DGC tầm vùng hai phiên tới, tầm hai phiên tới, chờ thêm trên T3 hàng về DGC thì mới cân nhắc tham gia. DGC nếu anh chị đã mua và điểm mua hôm qua thì sẽ ổn dần hơn ở những nhịp bứt phá ở đây. DGC vẫn là một trong những cổ phiếu mà nó nằm trong cái danh mục của mình từ những cái nhịp trước đó cũng như là trong review của em. Khi mà nó bứt phá khỏi kháng cự vùng giá tầm 46.7, 46.8 thì mình tham gia sẽ ổn dần. Còn đoạn này mình tham gia đối với DGC thì nên chờ nó tích lũy trở lại 22 phiên tới thì mới ổn. Phiên ngày hôm nay mặc dù là phiên giảm điểm, tuy nhiên thanh khoản vẫn khá là thấp so với cái phiên bứt phá này. Tầm 3,9 triệu cổ phiếu so với 600.000 thì cũng tăng ở đó tầm 5-6 lần, thì cũng cho thấy là cái mức thanh khoản được cải thiện rất là nhiều. Thì dòng tiền tham gia tốt đối với DGC ở những nhịp phía sau, đó là cái lý do vì sao mà đoạn này chúng ta cũng có thể cân nhắc đầu tư với cổ phiếu này. Và em đánh giá dòng tiền DGC từ những cái nhịp phía trước rồi, từ những cái nhịp mà nó làm nền ở đây, khi mà nó có những cái nhịp bứt phá lên kèm thanh khoản cao và mở cái breakaway gap, chị thấy không? Breakaway gap là một cái khoảng trống giá mà hầu như nó sẽ không lắp lại, bởi vì cái thanh khoản nó cao và nó đủ được những cái yêu cầu về lực cầu. Khi đó những cái gap nó sẽ không lắp lại và gap đó cho thấy một cái sức mạnh, một cái sức mạnh giá. Thì ở những nhịp phía sau thì DGC làm một cái nền rất là dài ở phía sau này, thì bứt phá lên bằng một cây nến tăng, một cái nến tăng Maribu kèm khối lượng cao, thì xác nhận là vào một xu hướng tăng mới trong trung hạn. Thì đối với DGC thì đoạn này mình chờ thêm thôi, chờ cái nền phía sau thì mình cân nhắc mình tham gia. Hay là HBG ngày hôm nay cũng bị chốt rất mạnh, đặc biệt từ chốt từ cái khối ngoại, chốt từ khối ngoại. HBG lần này thì anh chị lưu ý cho em những cái nền phía dưới này, hỗ trợ hiện tại của HBG là quanh vùng giá tầm 30.2, nếu giữ trên 30.2 thì anh chị vẫn giữ được cho em, còn nếu mất 30.2 thì anh chị nên thoát ra. Chúng ta tuân thủ những cái vùng này, bởi vì vùng này là một cái vùng mà có thể thị trường phải test lại, rồi test lại, mà chúng ta cũng đang cân nhắc là xem khi mà nó về những cái nền 935, 945 thì nó có ổn hay không cái đã. Bởi vì phiên ngày hôm nay bản chất cơ bản là một phiên xấu, một phiên thị trường diễn biến xấu. Hay DCM cũng như thế ha, DCM ngày hôm nay cũng đã có những cái nhịp điều chỉnh trở lại.
À, nếu so với phiên ngày hôm qua, phiên ngày hôm nay thì nó hình thành một cái mô hình là cái mô hình Twister Top, tức là mô hình đảo chiều ở đỉnh. Tuy nhiên hiện tại thì mình quan sát thêm thôi. Bởi cái mô hình đảo chiều ở đỉnh này cũng khá là rủi ro, khá là rủi ro. Hỗ trợ hiện tại của DCM là quanh vùng giá tầm là 12.3, 12.4. Nếu mà giữ trên 12.3, 12.4 chúng ta vẫn giữ được. DCM thì đối với em tại sao mà ngày hôm nay cũng có những khách hàng hỏi em có mua hay không thì em vẫn chưa mua. Bởi vì em biết được cái vấn đề DCM thực ra nó bị phụ thuộc khá là nhiều về cái giá dầu. Mà khi giá dầu tăng thì chắc chắn là những cổ phiếu này nó sẽ hơi khó để tăng, bởi vì người ta đánh giá vào cái chi phí của nó. Những doanh nghiệp mà có chi phí đầu vào trực tiếp mà đặc biệt là phụ thuộc rất nhiều vào giá dầu thì chúng ta cũng nên theo dõi thêm giá dầu ở thế giới để chúng ta có thể là kỳ vọng vào nó nhiều hơn. Thì DCM lần này thì vẫn chưa đâu, chưa vội đâu. HDC ngày hôm nay cũng bị chốt trở lại, HDC ngày hôm nay cũng bị chốt ngược trở lại cho khi mà trong phiên có như thời điểm mà chạm về vùng 25.5, chạm về vùng 25.5 thì đoạn này HDC anh chị nhìn chung là chờ cho em nó quay về, có thể là nó sẽ rơi test lại một rơi test lại cái vùng hỗ trợ quanh vùng giá tầm là 23 24.3 ở phía dưới này, rồi sau đó thì chúng ta mới cân nhắc mình chờ thêm khi mà nó có cái nền giá ở phía sau thì mình cân nhắc mình tham gia, còn đoạn này thì vẫn chưa chưa vội tham gia vào. Đối với HDC, nhìn chung HDC là một cổ phiếu khá là mạnh so với thị trường ở nhịp vừa rồi, và nó cũng hình thành một cái mô hình là mô hình hai đáy bước đi lên. Anh chị thấy đáy số 1 ở đây và hình thành cái đáy số 2, thì nhìn chung là nó đánh mô hình khá là mẫu mực ở vùng phía sau này, thì chúng ta có thể cân nhắc mình chờ thêm ở những nhịp này, và điểm mua chính là điểm mà nó break cao khỏi cái đường cổ ở đây. Nhìn phía sau này thì đó là cái cổ phiếu HDC. Nhìn chung HDC lần này thì mình có thể chờ thêm cho em, chờ cái nền nó cân bằng trở lại đã thì mình mới vội tham gia. Còn đối với anh chị có hàng này thì anh chị lưu ý về cái mốc hỗ trợ vùng giá tầm 24.3, nếu mà giữ trên 24.3 thì chúng ta vẫn giữ được, thì đó là cái vùng hỗ trợ khá là mạnh của nó. ANV, chị thấy ANV ngày hôm nay dù giảm điểm, dù đầu phiên giảm điểm rất là mạnh, giảm đâu đó tầm là 2,25%, tuy nhiên thanh khoản vẫn khá là thấp, thì vẫn cho thấy là nhà đầu tư ta đa phần vẫn còn một sự kỳ vọng nhất định về cổ phiếu này, và cổ phiếu này vẫn là một trong những cổ phiếu mà có thể nói là mạnh nhất trong giai đoạn vừa rồi, mạnh nhất trong giai đoạn vừa rồi. Nó tăng một cái nhịp từ vùng giá là 18.2 lên vùng giá 21.8 là ở một cái mức tăng cũng khá là cao rồi. Tăng đâu đó tầm hơn 20%, thì cũng cho thấy là nói với DC World là hai cổ phiếu mà nó hình thành những cái mô hình như thế. Nó cũng là mô hình hai đáy này, chị thấy không? Rất là nhiều cổ phiếu trong giai đoạn vừa rồi đánh mô hình hai đáy đi lên, thì mô hình hai đáy là một trong những mô hình mà em cũng tập trung trong giai đoạn vừa rồi, vì nó là mô hình mà đảo chiều khá là đáng tin cậy, khá đáng tin cậy, và chủ yếu là những mô hình này thì cũng đơn giản, khá đơn giản để chúng ta có thể là canh điểm mua điểm vào, để có thể là tìm kiếm cái mức lợi nhuận tốt nhất. Thì ANV nhìn chung cũng xác nhận mô hình hai đáy bước lên, thì đoạn phía sau này nên cần cho một cái nhịp test lại, có thể là làm nền trở lại phía dưới này, hoặc là có thể quay về những cái vùng ở đây quanh vùng giá tầm 21.3 để làm lại cái vùng tích lũy của nó thì nó đi lên được. Tuy nhiên xét về trung hạn thì có thể nói là ANV đã có những nhịp bước phá lên khỏi vùng kháng cự của mình, kèm một phiên thanh khoản cao thế này thì cũng cho thấy là cái dòng tiền trong cổ phiếu này đang rất là tốt, thì khả năng cao vẫn còn những nhịp chạy phía sau chị ha. BLC thì vẫn là một cổ phiếu mà làm liền đi lên thôi. Đối với em thì BLC là một cổ phiếu rất an tâm, bởi vì nó là những cổ phiếu mà được đánh giá tốt về cái việc hưởng lợi về đầu tư công nè. Đầu tư công, khi mà BLC là một trong những cái doanh nghiệp mà nhựa đường chiếm một cái thị phần rất là cao ở Việt Nam, cũng như là xét về dòng tiền, xét về cổ phiếu thì cổ phiếu này vẫn đơn cho những tín hiệu rất là tích cực, anh chị nhìn nè, những cái phiên thế này cho thấy là dòng tiền vẫn duy trì trong cổ phiếu mà hầu như vẫn chưa có những dấu hiệu phân phối ở những nhịp phía sau, thì đó lý do vì sao mà BLC là một cổ phiếu mà em lựa chọn trong cái nhịp vừa rồi. Thì đoạn này mình có thể chờ thêm cho em thôi, chờ thêm là cổ phiếu này tích lũy trở lại phía sau này cân bằng trở lại thì mình mới tham gia. Còn đối với những cổ phiếu mà đi lên làm lì thế này thì mình rất là khó tham gia trở lại, và chủ yếu là có hàng thì mình trách điên, hoặc có hàng thì mình canh mình chốt thôi, chứ rất là khó tham gia. Còn mua mới thì nên chờ nó cân bằng trở lại thì tham gia sẽ an toàn hơn rất là nhiều. DIG nhìn chung đoạn này thì ngày hôm nay bị chốt khá là mạnh, DIG hỗ trợ hiện tại của nó là quanh vùng giá tầm 19.2, nếu giá giữ trên 19.2 thì chúng ta vẫn có thể cân nhắc giữ được, thủng 19.2 thì chúng ta nên bán ra. Vùng kháng cự hiện tại của DIG là quanh vùng giá tầm 20.7, đó là vùng kháng cự khá là mạnh. Nhìn chung mà xét về cái thanh khoản thì có thể nói là phiên hôm đó là một phiên mà dòng tiền tham gia tốt ở với DIG. Thì đoạn phía sau này mặc dù là ngày hôm nay điều chỉnh nhưng mà khối lượng vẫn khá là thấp, thì mình chờ thêm những cái nhịp này, mình xem nó có giữ giá được ở phía trên vùng giá tầm 20, ở phía trên này tầm 19.3 hay không. Nếu giữ giá trên 19.3 thì có thể là cân nhắc tham gia nhịp phía sau khi mà giá cổ phiếu này nó bước khỏi vùng giá tầm 20.7, 20.7. Đó là DIG. Tiếp theo là CVT. Thì CVT là một cổ phiếu mà nhìn chung là xét về dòng tiền thì cổ phiếu này đang duy trì dòng tiền khá là tốt ở những nhịp này. Nhưng chị thấy là đặc biệt là phiên ngày hôm 29 tháng 10 hay là phiên ngày hôm 30 tháng 10, hai phiên này là hai phiên liên tiếp cho thấy dòng tiền tham gia vào CVT rất là tốt. Nếu xét về CVT thì đó là một cổ phiếu mà giai đoạn vừa rồi nó đánh những cái mô hình rất là đẹp. Đầu tiên là về mô hình
À, trước đó là một xu hướng tăng chị sao? À, trước đó là một cái nền tảng rất là dài, à, một xu hướng tăng, à, và gì à, những gì bước lên của nó thì nó hình thành những cái mô hình. Ở đây là một cái lá cờ, à, một cái lá cờ ngắn thôi, à, một cái lá cờ ngắn và bước lên vào một cái nến Maribosu thì đang là đang trong một cái vùng cân bằng trở lại, à, đang trong một cái vùng nền cân bằng trở lại. À, thì ở cái vùng này thì chúng ta nên chờ giá cổ phiếu nó duy trì ở cái mức trong cái biên dao động hẹp này và với thanh khoản thấp hơn, à, thanh khoản có thể giảm dần ở những nhịp phía sau này thì khả năng cao là nó sẽ còn những nhịp chạy nữa, à, đối với CVT và điểm mua chính là điểm vượt hẳn lên vùng giá tầm 27.4. Và anh chị nhìn cho em là ở những cái vùng đỉnh này nè thì CVT dù là ở những vùng phía cao này nhưng mà khối lượng của nó rất là thấp thì cho thấy là hầu như là lượng này nhà tư chưa phân phối ra. À, đội lái họ vẫn chưa phân phối ra thì khả năng cao CVT vẫn còn những nhịp chạy phía sau, à, thì anh chị lưu ý cho em cổ phiếu này. À, VHC cũng vậy, VHC thì em nói rồi, à, VHC tương tự con NV thôi. À, sau một phiên bứt phá tốt thì chúng ta nên chờ cân bằng trở lại bởi vì à, phiên ngày hôm nay giảm điểm nhưng mà khối thanh khoản vẫn khá là thấp, à, thanh khoản vẫn khá là thấp thì chủ yếu chính là cái phiên tới ba hàng về này. À, bản chất quan trọng nhất cũng là cái phiên tới ba hàng về, nếu mà phiên tới ba hàng về vẫn giữ giá tốt ở được ở phía trên, à, cái vùng hỗ trợ là vùng giá tầm 43.5, 43.6. À, giữ trên 43.5, 43.6 thì tới ba hàng về nó mới ổn dần, à, nó mới ổn và cho thấy là nhà đầu tư vẫn còn kỳ vọng và cái lực chốt lời là không nhiều. À, thì mới cân nhắc mình tham gia à, với cổ phiếu này ở nhịp phía sau. À, đó là một số những cổ phiếu mà à, duy trì dòng tiền tốt cũng như là một số những cổ phiếu mà chúng ta đánh giá lại à, về cái kịch bản hiện tại của nó, à, cũng như là thị trường mà mình cũng đã đi qua. Thì rất là cảm ơn chị đã theo dõi video tới thời điểm hiện tại, thì hy vọng là video đã cung cấp cho anh chị những góc nhìn, à, cũng như là những cái đánh giá về những mã cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ. À, còn nếu mà anh chị đang muốn thắc mắc về những mã cổ phiếu thì anh chị có thể là nhắn tin trực tiếp, à, comment trực tiếp ở bên dưới video, à, thì em sẽ giải đáp thắc mắc cho mình, hoặc là anh chị có thể là kết bạn với em, à, qua cái số điện thoại là 0979705126. Anh chị đang muốn tham gia room nhà đầu tư tài chính tự do, à, hoàn toàn miễn phí để được những tư vấn khuyến nghị về những cái mã cổ phiếu, à, mà chủ yếu là ở đây chúng ta cùng nhau trao đổi chia sẻ về kiến thức thôi, à, thì anh chị tham gia vào cái đường link ở đây. Còn nếu anh chị đã muốn trở mở mở tài khoản để thành khách hàng của em trong room VIP, à, để nhận khuyến nghị trực tiếp trong phiên cũng như là những cái đánh giá về thị trường, à, như là phiên ngày hôm nay nè, à, thì mình cũng khuyên anh chị là canh chốt là trong phiên hoặc là những phiên trước từ tuần rồi đó, à, tuần rồi thì em cũng đã canh cho chị mua về những cái mã cổ phiếu mà được kỳ vọng trong tương lai, à, kỳ vọng trong quý 4 cũng như là về những cái mẫu hình, à, thì đó những cái khuyến nghị trực tiếp để hỗ trợ anh chị đầu tư tốt hơn thôi, à, và rất cảm ơn chị đã theo dõi video tới thời điểm hiện tại, thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video kế tiếp. À, chúc anh chị buổi tối tốt lành.